Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Hôm nay bên mình quay trở lại làm video và cũng muốn giới thiệu lên cho các bạn những chiếc máy đang có tại kênh của bên mình. Thì bên mình bán hàng có ship code toàn quốc. Các bạn xem video ưng ý máy nào thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện hoặc là Zalo theo hai cái số hotline bên mình để ở trên màn hình của các bạn. Sau đó là cọc cho bên mình 100.000, 200.000 tùy theo giá trị sản phẩm. Bên mình sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bạn kiểm tra đúng hàng, đúng sản phẩm thì mới nhận hàng nhé. Thì bên mình có địa chỉ ở 70 Vân Nụng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Bạn nào ở xa thì bên mình sẽ gửi cốt. Còn nếu mà bạn nào ở gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem nhé. Thì gần công viên Thiên Đường Bảo Sơn. Đấy, nói địa chỉ như thế để cho các bạn dễ hình dung. Đó. Thì đầu tiên sẽ nói đến đó là những chiếc iPhone đi. Những chiếc quả táo cắn dở ở đây. Đây sẽ có là hai chiếc iPhone XS Max. Thì có một chiếc này là bản 64GB. Đấy, mạ Mỹ. Pin của nó là 89%, hàng zin nguyên bản nhà sản xuất. Máy ngoại hình đẹp. Đó, ngoại hình đẹp. Bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 7 triệu 300 nghìn các bạn nhé. 7 triệu 300 nghìn cho iPhone XS Max, pin 89%, zin nguyên bản 100% luôn. Đẹp thì có thể nói là hàng đẹp phải tầm khoảng 98-99%. Đấy. Không có chuyện là thay lưng hay thay vỏ hay ép kính đâu các bạn nhé. Cây màu đen này bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 7 triệu 300 nghìn. Sẽ tặng các bạn một bộ sạc, một ốp lưng và một kính cường lực các bạn nhé. Cây số 2 nói đến nó là một cái máy màu vàng bản ZA/A, bản Hồng Kông, hai sim vật lý nhé. Đấy. Con này đây thì ngoại hình của nó là một chiếc máy hàng zin đẹp, bản 256GB. Đấy, pin của nó là 96%. Đấy, zin nguyên bản nhá. Pin cao. Đấy, 256GB bộ nhớ này thì mắc dung lượng cho các bạn luôn, lưu trữ cực kỳ thoải mái. Đầy đủ chức năng con này đây thì cái răng của nó thì có hơi xước ở chỗ trên này một chút nhá. Đấy, nó hơi xước này. Nhưng mà kính thì lại không bị xước nhá. Đấy, nó chỉ hơi xước một chút ở đây thôi. Đấy, còn lại là đẹp luôn. Đấy, có thể nói là hàng ngoài vết đầy da thì nó là hàng đẹp 99% luôn các bạn nhé. Đấy, đẹp luôn, lung linh luôn, không có ám mô, không có lưu hình gì cả. Đấy, con này thì bên mình đang bán các bạn với giá của nó là 8,5 triệu các bạn nhé. Bán cho bạn giá chỉ có 8,5 triệu thôi. Đấy, 8,5 triệu. 256GB. Lại còn bản hai sim vật lý. Đây là một con iPad E2 bản 32GB có nắp được sim 4G các bạn nhé. Các bạn cầm đi đâu dùng cũng được, không nhất thiết là phải mua bản Wi-Fi. Bản này nó sẽ cơ động hơn. Về ngoại hình như các bạn thấy đấy, con này nó là một con máy rất là đẹp, không có cấn móp gì cả. Đấy. Máy to thì cái chuyện xước sát nó là chuyện bình thường. Màn hình thì không ám, không ố, không lưu hình. Pin con này của nó là 92%, bản 32GB. Đấy, giá con này bên mình đang bán cho bạn là 3,8 triệu các bạn nhé. Giá 3,8 triệu. Đấy, bản quốc tế nhé. Rất to, rất đẹp, E2. Bản này các bạn có thể chơi hoặc là tải game đầy đủ thoải mái, bởi vì nó đang chạy lên tận iOS 15 chấm cơ. Lên là các cái game Free Fire hay là PUBG hay là Liên Quân gì đấy. À, chơi được thoải mái nhá. Cấu hình cao đấy các bạn, 32GB. Đấy, tiếp theo quả táo cắn dở thì có một con iPhone X bản 64GB, ngoại hình zin đẹp, zin keng speng luôn. Đấy, cam kết zin nhưng không có chuyện là thay thế sửa chữa gì nhá, báo quốc tế trọn đời cho các bạn. Pin của nó là 88%. Đấy, bên mình đang bán cho bạn với giá của nó là 4,8 triệu. Đấy, 4,8 triệu cho một con máy hàng zin nguyên bản nhé. Đấy, đẹp lung linh luôn. Tặng phụ kiện như ốp lưng cường lực cũng như là bảo hành 3 tháng nữa, 1 đổi 1, cả sạc nữa. Đấy, lại tiếp theo đây, quả táo cắn dở vẫn còn đây. Đây là một con máy 11 Pro Max, máy màu vàng gold. Cái màu này thì là màu đắt nhất của iPhone và cũng là màu đẹp nhất rồi. Chưa bao giờ lỗi thời các bạn nhé.
Đấy, chưa bao giờ lỗi thời luôn. Rất đẹp nhá. Đấy, đẹp luôn. Đây, con này đang chạy iOS 15.6.1 11 Pro Max bản LL trên A. Gói bảo hành đã hết hạn, màn hình là linh kiện Apple chính hãng. Đây không phải là một chiếc máy đã thay màn đâu các bạn nhé. Đấy, các bạn nếu mà đã dùng iPhone thì các bạn cũng sẽ hiểu cái báo linh kiện này. Đấy, chứ không có chuyện là máy thay màn nhé. 64GB. Đấy, nhận được khá là nhiều tranh cãi bởi các cái mà một con máy vừa mới active ra nó cũng báo kể như thế này. Thì đấy nó chỉ là lỗi phần mềm thôi, nên các bạn cũng có thể là yên tâm. Còn bên mình sẽ bao cho các bạn là zin từ A đến Z luôn, từ pin, màn hình, đến vỏ, đến kính, đến cam. Nói chung mình đã bao zin thì các bạn yên tâm nhé. Màn thì trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình gì các bạn nhé. Đấy, ngoại hình zin đẹp nguyên áp suất luôn. Đấy, lưng này cũng có lấm tấm do dùng ốp nhé. Đấy, rất là ít thôi. Nói chung màu vàng này các bạn để ở ngoài các bạn nhìn mắt thường không thấy đâu. Mình khẳng định luôn, nhìn mắt thường không thấy đâu nhé. Pin con này bao nhiêu thì mình quên, mình chưa nói đúng không? Ui, pin 86% này, zin 100% luôn các bạn nhé. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 11 triệu nhé. Bán cho các bạn giá chỉ có 11 triệu thôi. Đó, iPhone giờ giá rất là rẻ rồi. Ba mắt đẹp to chỉ có 11 triệu. Đấy, lại tiếp tục một con màu xanh này. Đấy, màu xanh này. Đấy, con này thì đấy, lưng nó cũng như vậy thôi. Đây, toàn là do lưng ở như dùng ốp là ở bụi biếc các kiểu vào là nó để lại một ít gọi là lấm tấm thôi. Đấy, đẹp luôn nhá. Đấy, con này thì đẹp luôn này. Đấy. Sáu mươi bốn gb mạng Mỹ. Đấy, đang chạy gắt 16.0. Pin con này là 81%. Zin nguyên bản đẹp luôn, một sim vật lý, một eSIM nhá. Con này pin thấp hơn bên mình đang bán cho bạn với giá của nó là 10,5 triệu nhá. Bán cho bạn giá là 10,5 triệu. Các bạn nào mà cần thay pin, nó rất là rẻ thôi. Nó chỉ có 350 thôi, 350 của pin 11 Pro Max thôi. Bên mình sẽ thay pin xịn, pin chuẩn cho các bạn. Đấy, các bạn yên tâm nhá. Đấy, mua vào như nào bên mình sẽ thay cho bạn như thế. Không lấy công đâu. Đấy, về các bạn cứ thế dùng thôi, 81% là thoải mái dùng rồi. Bọn 11 Pro Max này pin của nó rất là tốt các bạn nhé, rất bền, rất khỏe. Đó, hết táo rồi, bắt đầu quay sang Samsung nhé. Samsung thì có lốt 20 Ultra, máy màu vàng đồng, bên mình đang bán cho bạn giá là 10 triệu. Đấy, ngoại hình của nó là hàng zin đẹp lung na lung linh luôn. Đấy, lung na lung linh nữa nhé. Đấy, zin ken smen. Đấy các bạn, màn hình trắng sáng, không ám ố, không lưu hình, máy nguyên áp suất. RAM 12GB, bộ nhớ của nó là 256GB. Máy hỗ trợ sóng 5G bản 1 SIM 1 sóng, chạy chip Snapdragon 865 Plus. Đấy, camera zoom lên cực LED luôn. Đấy, 10 triệu thôi các bạn nhé, tặng ốp lưng và phụ kiện như một bộ sạc siêu nhanh nữa. Đấy, Lốt 20 đấy. Bản 5G Hàn Quốc thì màu đen 5,7 triệu, màu cà phê 5,8 triệu. Ngoại hình thì đều là hàng zin đẹp 97, 98, 99%. Đấy các bạn, zin nguyên bản 100%, không có lên vỏ ép kính, thay lưng, thay khung, thay sườn nhé. Bao zin cho các bạn, mang đi cửa hàng khác kiểm tra mà họ bảo là không còn zin, bên mình tặng các bạn máy luôn nhé. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 256GB, máy 1 SIM, chỉ 1 SIM thôi, không lên được 2 SIM đâu các bạn nhé. Vì nó chạy chip Snapdragon 865. Đấy, chip này mượt, bên máy mát máy đó, giá rồi. Ok, Samsung A51 nhé, bản Việt Nam. Đấy, hai sim hai sóng online nhé, RAM 6 nhớ 128GB. Ngoại hình hàng zin đẹp 98%, sức nhẹ nhé. Đấy, đẹp 98% các bạn nhé. Hai sim luôn, màn hình to, pin khỏe. Giá với mình đang bán cho bạn là 3 triệu nhé. Tặng ốp lưng, tặng cường lực, tặng
sạc và tai nghe nhé. S15G hàng đẹp. Đấy, S15G hàng đẹp này. Zin đẹp 98.9% luôn. Giá là 5 triệu này. Đấy. Giá 5 triệu luôn, hàng đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, rất đẹp này. Trắng sáng không ám bố gì nhá. RAM 8 bộ nhớ 256GB. Pin của nó là 4.500. Rất khỏe. Một sim một sóng nhá. S15G máy màu vàng cát này, cực kỳ hiếm này. Màu rất đẹp. Đây cũng là màu vàng cát, cũng là S15G nhưng mà giá chỉ có 3.900.000 thôi. Đây là một con máy màu đốm sáng, viền thì có hơi sức nhẹ thôi. 97-98%. Đây đốm sáng này. Đấy. Đây này, đấy về màn tối thì nó sáng sáng một tí này thôi. Nhưng mà vào màn sáng thì lại chả nhìn thấy gì. Thấy chưa? Ok chưa? Màn trắng sáng nhá. Giá 3.900.000. Lốt 9. Đấy, lốt 9. Chip Snapdragon. RAM 6 bộ nhớ 128GB. Màn trắng sáng không ám ố, không lưu hình. Con này thì bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 4 triệu. Bán cho bạn giá 4 triệu này. Đấy, lốt 9 nhá. Tặng đầy đủ phụ kiện nhá. Samsung A9 2018 2.8 triệu. Con này ngoại hình của nó thì có hơi xước nhẹ một chút nhé. Hơi xước nhẹ, đẹp tầm khoảng 95-97%. Màn hình hoàn toàn đẹp, không ám ố, không lưu hình. Đẹp sáng quắc như gương luôn. Đấy. Đấy chưa, các bạn nhìn thấy sáng chưa, sáng trắng chưa. Đấy, 4 camera dọc luôn. Thời mới ra của nó tầm 13 triệu. Và đến bây giờ bên mình đang bán cho bạn giá chỉ có 2.8 triệu thôi. Không bằng cái số lẻ các bạn nhé. 2.8 triệu máy 1 sim. S9 Plus. Đấy, S9 Plus thì bên mình có một cây. Cũng chip Snapdragon luôn. Và con này RAM của nó là 6GB. Bộ nhớ của nó là 64GB. Máy thì ngoại hình màu đen. Đẹp tầm khoảng 97%-98%. Màn hình thì trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. S9 Plus. Máy 1 sim nhá. Đó, giá thì bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó chỉ có là 3.300.000 thôi. 3.300.000. Siêu rẻ. Ghi luôn giá vào. Đấy. Các bạn cân nhắc trước những chiếc máy dòng S Note so với là dòng A, dòng Z, dòng M nhé. Đây, dòng cao cấp này các bạn dùng mãi mãi luôn. Nó không bao giờ kiểu có chuyện là đơ hay chậm. Còn nếu mà các bạn dùng dòng A, dòng Z, dòng M thì nó sẽ xác định rơi vào tầm khoảng 3 năm đi chẳng hạn, thì là máy nó bắt đầu xuống và chậm. Còn bọn này thì các bạn cứ tầm khoảng 5-7 năm thoải mái các bạn nhé. Lốt 9 thì bên mình có hai cây, một cây màu titan này, sơn xước một chút này. Đấy, ngoại hình đẹp này. Ngoại hình đẹp này. Đấy, xem màn này, màn đốm này. Đấy, giá chỉ có 2.900.000 thôi. Tặng đầy đủ phụ kiện vào ốp lưng và bút đầy đủ, điều khiển từ xa. Màn không ám ố, không lưu hình, RAM 6 nhớ 128. Bạn nào mà cần một chiếc máy phụ mà kinh tế nó cũng hơi khiêm tốn một chút thì có thể là mua bọn này. Vừa được trải nghiệm máy đời cao, vừa được cấu hình cao. Đấy, vậy là dòng flagship nhá. Đấy, 2.900.000 thôi. Bảo đảm với các bạn chiến được tất cả các game nhá. Đấy, chiến được tất cả các game. Con này thì 3 triệu. Đấy, lưng của nó thì hơi sức nhẹ. Đấy. Viền của nó đẹp. Màn của nó thì đây, bầm nhẹ đây, bầm nhẹ ở đây đây. Đấy, thấy chưa? Bầm rất nhẹ thôi. Giá là 3 triệu các bạn nhé. Đến LG. LG thì có Velvet. LG Velvet này. Đấy. Hai sim hai sóng online. RAM 6 nhớ 128GB, dòng flagship của LG. Đấy, màn hình cong. 6.8 inch, pin của nó 4200. Đấy, cong tràn viền luôn. Giá chỉ có 4.050.000 thôi. Tặng ốp lưng, tặng sạc và tặng tai nghe. V60 ThinQ. Đấy, thì có xanh, có trắng.
Đấy, ngoại hình tất cả đều là hàng zin đẹp nhá. RAM 8 bộ nhớ là 128GB, máy 1 SIM 1 sóng, pin cao 5000, chạy chip khỏe, Snapdragon 865. Đó, mặt trước đẹp, mặt sau đẹp, đầy đủ chức năng. V60 tinh quy này thì quá trâu bò rồi, rất trâu bò khỏe khoắn luôn. Đấy, có hãi màu. Đấy, đây con này còn có cả siêu viền đây. Đấy, nhưng mà đẹp tầm khoảng 97-98% nhá. Có thể lên đến 99% luôn. Đó. Giá thì bên mình đang bán cho bạn là 4.600.000 nhá. 4.600.000, màn đẹp không ả mố, không lưu hình, đầy đủ chức năng, cam kết zin 100%. Đến Redmi. Đây Xiaomi Redmi Note 11. Con máy này là cách cắm, đây có cả ốp của nó đây. Đây Redmi Note 11S này. Đấy, ốp đi theo máy luôn các bạn nhá. Đây. Máy thì vẫn còn bảo hành chính hãng luôn, khách mới dùng được có mấy tháng thôi. Đấy, zin đẹp lung linh luôn. Tầm khoảng 98-99% nhá. Trước phải phải lông mèo nhẹ thôi. Đây, Redmi Note 11 này. Bộ nhớ của nó là 64GB, RAM của nó là 4+1 các bạn nhá. Đấy. Đây, tài khoản Mi không có nhá. Đấy, tài khoản Mi không có luôn này. Đấy. Chống nhá. Máy đẹp. Tặng phụ kiện đi kèm như ốp lưng, dán rồi. Tặng sạc nữa. Tặng tai nghe nữa. Redmi Note 11 này bên mình bán cho bạn giá là 3.4 triệu thôi các bạn nhé. Giá chỉ có 3.4 triệu, hàng chính hãng, 2 SIM nhé. Pin trâu sống khỏe. Dòng Xiaomi này thì cực kỳ bền rồi. Pin khỏe, cấu hình cao. Đấy. Còn gì nữa không? À đây. Cũng tên gần giống. Đây là Realme của Oppo, Realme 9i. 4 triệu, hàng full hộp. RAM 6+2, ốp lưng này vẫn còn ở bên trong này, đầy đủ tất cả các thứ nhá. Đây, sách hướng dẫn ốp lưng này, zin đi theo máy nhá. Hàng chính hãng, còn bảo hành đến tháng 3 năm 2023 nhá. Realme 9i, máy màu xanh. Đấy, phụ kiện vẫn còn zin nguyên nhá, chưa dùng nhá. Đấy, đây Realme 9i đây. Hàng đẹp 99% luôn. Đây. Đấy, đẹp lung linh nhá. Đấy, giá chỉ có 4 triệu thôi. Rất là rẻ so với máy mới nhá. Mà vẫn đầy đủ như máy mới này. Vẫn còn bảo hành chính hãng này. Đấy. Vậy là hôm nay bên mình đã review xong chiếc máy đang có tại kênh. Thì mong rằng nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.